Xuân Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Trong video clip hôm nay em Đạt Trần lên sóng cho các bác một cặp loa đáng đồng tiền bát gạo hay trong cái tầm tiền chơi cho các bác. Đây là cặp Onkyo D77, một trong những cái dòng loa đến từ Japan, đến từ Nhật Bản. Em vô cùng là ưa chuộng cái dòng loa này bởi cái khả năng chơi đa năng các thể loại nhạc và giá của nó thì rất là hợp lý thưa các bác. Onkyo D77 có thiết kế to, gấu và nặng, phù hợp cho các bác chơi đa năng các thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc trẻ đến karaoke, remix. Các bác có thể kết hợp karaoke gia đình trên cặp loa này, hết sức là tuyệt vời. Cặp loa Onkyo D77 được ra đời vào khoảng những năm 1986 với kích thước tổng thể chiều cao 67, chiều rộng 38 và chiều sâu là 34,5 cm. Cấu hình của cặp loa gồm có 3 driver, một cái loa bass rất lớn với đường kính 31 cm, sử dụng cái màng carbon, một loa trung lớn và một loa chép dom. Cặp loa này có cân nặng là 26,5 kg trong một thùng, trở kháng 6 ohm, độ nhạy 91 dB và công suất đáp ứng của cặp loa là từ 70 cho tới 200W trong một thùng. Một cặp loa rất hay ở trong cái tầm tiền. Về cái chất âm của dòng D77 này, cái chất âm nó rất là đa năng với cái tiếng trầm sâu, mạnh và uy lực, bát đánh như bom luôn các bác nhé. Phần trung thì rộng và thoáng và giày tép rất là tơi nhuyễn. Cặp này thì các bác có thể vừa chơi nhạc vừa hát karaoke gia đình. Nhạc vàng, nhạc trẻ em nói thì đều đáp ứng được rất là tốt thưa các bác. Lát nữa thì em sẽ test nhạc cho các bác. Đây là một trong những cái dòng loa rất là thành công của Onkyo. Nhật Bản thì họ khá là ưa chuộng cái thương hiệu Onkyo, tuy nhiên thì về Việt Nam mình thì anh em lại thích Pioneer hơn. Nếu như mà cái cặp này mà mang tên Pioneer thì cái giá của nó sẽ phải đội lên rất là cao. Tuy nhiên vì là Onkyo cho nên là các bác sẽ mua được cặp loa này ở một cái mức giá mang đúng cái giá trị thực của nó. Cặp loa D77 thiết kế với dạng e căng lưới màu đen, phía dưới thì còn nguyên logo của Onkyo được mạ vàng. Bên trong thì khung xương bằng nhựa còn rất đẹp và chắc chắn, không có gãy bất cứ một lan nào. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Cặp loa này hôm nay bên em về trong tình trạng đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Mời các bác chúng ta cùng tiến lại gần để chúng ta quan sát. Tuổi đời và ra vào những cái năm 1986 thì cũng hơn 30 năm rồi. Tuy nhiên thì em này hình thức còn rất đẹp. Đây, em mời các bác chúng ta cùng xem. Những cái dòng loa ở cái phân khúc tiền như này thì bên em cũng ít khi bà bán, tuy nhiên về được những cái cặp xuất sắc như này thì em vẫn nhập để giao lưu cho các bác. Đây các bác có thể thấy là phần vỏ của Onkyo D77 rất đẹp với cái vỏ màu đen. Đấy, có nổi những cái phần vân gỗ trông rất khỏe khoắn và cứng cáp. Các bác xem này, vỏ thùng này, thùng vách góc cạnh còn đẹp xuất sắc luôn, không có sứt mẻ hay bong chóc hay bể lở gì. Phía đằng sau của cặp loa này thì có hai vế đối xứng VLR trái phải, giúp cho các bác kê bài được cân đối, có một lỗ thông hơi ở phía sau. Phần cọc loa zin nguyên bản và những cái thông số ở đây. Hãng có đề hết những cái thông số ở đây, cân nặng là 26,5 kg, rồi công suất, rồi trở kháng, rồi độ nhạy. Tất cả đều có đầy đủ ở phía sau cho các bác tham khảo như vừa rồi em đã đọc trong cái video clip. Phần model D77 được in ở phía trước. Đấy, đầy đủ những cái thông số. Đây, loa tép còn rất là đẹp. Các bác thấy cái phần rốn chép ở bên trong còn ống nguyên cái màu đầu. Đấy, loa mic cũng còn mới. Và đây, bass đây, bass carbon, tiếng đánh dã man luôn. Ở đây hãng nhấn mạnh là pure cross carbon. Đây chính nghĩa là cái màng loa carbon, một cái vật liệu nhẹ và cứng, cho cái âm trầm rất sâu và uy lực. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát phần loa bên này. Cũng còn rất đẹp, xuất sắc luôn. Đấy, các bác xem, gông kiềng còn sáng. Dĩ nhiên là cả những cái phần gông kiềng này thì bên em sẽ để zin nguyên bản 100%, không có spa hay là sơn tút lại những cái phần gông này. Nó có những cái vết nhỏ theo thời gian, tuy nhiên để mà đẹp như cặp này thì là xuất sắc rồi các bác nhé. Thùng vỏ góc cạnh quá tuyệt vời luôn cho cặp Onkyo. Cặp này thì các bác chơi đa năng luôn, nghe nhạc và hát thì ngon bổ rẻ, rất hợp với nhu cầu của nhiều anh em chơi. Cặp loa này thì bên em sẽ giao lưu cho các bác cái mức giá rất hợp lý, 12.500.000 đồng. Tuy nhiên trong clip này thì em sẽ giao lưu cho các bác là 12 triệu đồng. Shop bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng đi toàn quốc thưa các bác. Giá sản phẩm là không bao gồm phí ship thưa các bác.
Để phối ghép với cái cặp loa này thì các bác có thể là phối ghép rất là đa năng với những cái dòng omni của Denon là 580, 780, 880, những cái dòng omni Denon 1500R, 2000, những cái dòng 950, 970, những cái dòng Sansui 607, 707 đều có thể là đáp ứng rất là tốt được. Các bác đeo tai phone vào, em sẽ cùng các bác test thử cái chất âm của cặp loa này. 12 triệu đồng, các bác có nhu cầu alo cho em. Em sẽ test một bản có lời cho các bác nghe. Các bác có thể thấy là cái phần âm trầm của cặp D77 đánh rất là sâu, mạnh, có lực. Vâng, với cái trầm này thì các bác hát karaoke thì không cần súp luôn. Tiếng rất là tốt. 12 triệu đồng cho cặp loa này, ngon bổ rẻ. Các bác có nhu cầu alo cho em đặt trần. Tiếng quá hay luôn. 12 triệu đồng thì các bác chỉ có thể mua được những cặp Pioneer nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như là vừa rồi em bán cái dòng S170 và cái dòng S570 ấy, thì cái bát nó nhỏ, nó chỉ có 25 thôi. Tuy nhiên thì chơi sang Onkyo thì các bác có thể chơi được bát 31. Tiếng đánh rất là lực, đáp ứng cho những cái phòng nghe lớn và nghe hoành tráng hơn. Ngon bổ rẻ hơn là cái dòng Pioneer các bác nhé. Quá tuyệt vời cho cặp D77, mức giá ngon bổ rẻ 12 triệu đồng và bên em chỉ có duy nhất một cặp trong clip này thôi. Các bác có nhu cầu alo cho em. Bên em ở tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng đi toàn quốc, giá sản phẩm là không bao gồm ship. Bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình ngày đó.
yêu nhau chúng ta thường qua lốm đầy. Từng lá mẹ bay vương gót hại hoa bướm say. Từ nắng đơn bông trên má em hồng để tựa như lá mẹ rơi cùng trời xanh ướt mưa. Ta xa nhau lúc hè về phương xa nếu tường thành đô tối ngọc trời cùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đã mong xin hiếu rộng lứa con tóc cháy quê hương giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào hồng lá mẹ bay năm tháng dài thương. Em sẽ test thêm thể loại nhạc bolero để cho các bác chúng ta cùng nghe. Với mức giá 12 triệu đồng, một mức giá rất tốt cho một cặp loa đẹp và zin nguyên bản. Các bác có nhu cầu alo cho em đặt trần. Bên em tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thưa các bác. Giao hàng đi toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Chiều vàng cặp loa rất tuyệt vời trong tầm tiền 12.500.000 đồng. Các bác có nhu cầu alo cho em. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thưa các bác. Giao hàng đi toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Xin chào và hẹn gặp lại.